Nghe lời trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 19 tháng 10 năm 2019. Chúng tôi đã có mặt ở tại Houston và hình ảnh sau lưng mà quý vị thấy đó là cái tượng đài Việt Mỹ tại Houston. Đây là một cái tượng đài Việt Mỹ nằm trong một khu shopping của người Việt khá lớn, thưa quý vị. Ở đây cái khu shopping này gọi là Universal Shopping Center. Và kính thưa quý vị, dịp mà đi Houston này thì chúng tôi được biết là Facebooker Nhất Nguyên, tức là đông y sĩ Nhất Nguyên ở Houston, là một người đã nhiều năm nay gắn bó trên cái mạng xã hội đau đáu với cái hiện tình đất nước, thường có những cái dịp livestream hoặc là nói chuyện với những người trong nước hay là những cái người đấu tranh ở khắp nơi. Thì cái điều đặc biệt hôm nay nghe lời nói muốn phỏng vấn anh Nhất Nguyên là, thưa quý vị, như chúng ta đã biết, sau ngày 30 tháng 4 1975, người Việt chúng ta đã phải bỏ nước ra đi, đã tạo thành những cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản khắp nơi, những xứ sở tự do không chấp nhận cái thể chế cộng sản. Với cái điều này thì dù là đã 44 năm cai trị toàn cõi Việt Nam, họ nói rằng họ đã có công thống nhất đất nước, nhưng đã đưa đất nước tụt hậu về kinh tế và băng hoại về đất như thế nào. Hơn nữa, họ đang cầm quyền, nhưng cái mà họ gọi là thiên đường siêu chủ nghĩa đó, họ đã rất rõ, chính những người cầm quyền đi hiểu rất rõ về cái thiên đường đó là thiên đường mù, như Dương Hương nói. Vì vậy cho nên hiện nay họ đã đưa những con cháu của họ ra ngoài hải ngoại để trốn chạy. Mặt khác thì thưa quý vị, họ lại lũng đoạn cái cộng đồng Việt tị nạn cộng sản bằng cương 36, và nhiều cái chuyện họ đã làm xáo trộn mà chúng ta đã biết. Nhiều nơi ở ngay Hoa Kỳ có 2 cộng đồng, 3 cộng đồng, vân vân, chưa nói rằng Houston, San Jose hay là Nam Cali là những nơi có đông người Việt, thì cũng là cái mục nhắm, cái mục tiêu mà của cộng sản muốn đánh phá. Houston trước đây là một cái thành trì chống cộng khá mạnh, tuy nhiên như thời gian gần đây chúng ta biết rằng nó cũng có những sự xáo trộn. Và chúng tôi được biết, với cái tấm lòng của một người, anh vẫn tự nhận rằng mình không có cái khả năng làm gì lớn, nhưng mà vì không thể chấp nhận cái chuyện xâm nhập của cộng sản làm lũng đoạn xáo trộn cộng đồng, thì đông y sĩ Nhất Nguyên năm nay tôi được biết được rằng anh lại ra ứng cử cái chủ tịch cộng đồng. Thì chào đông y sĩ Nhất Nguyên, anh có thể cho biết được rằng mục đích của anh muốn ra ứng cử chủ tịch cộng đồng là gì, và anh còn có nguyện vọng gì đi xa hơn nữa không? Mời anh. Tôi đông y sĩ Nhất Nguyên xin kính thưa quý anh chị em trên toàn thể thế giới, cộng đồng người Việt hải ngoại, và đặc biệt là xin kính thưa tất cả anh chị em người Việt tại Houston. Kính thưa anh Nghe Lữ, thưa quý vị, thì như cái lời dẫn của anh Nghe Lữ thì Houston lúc nào cũng tự hào mà là một thành trì chống cộng. Tuy vậy, trong thời gian gần đây có những xáo trộn, mà thực sự thưa anh thì những xáo trộn đó thì nó mới nhen nhúm, chứ cộng đồng bây giờ nó nhen nhúm ở về mặt tiền bạc. Và thưa anh, theo tôi nghĩ tiền bạc mà không minh bạch thì sẽ có nhiều phe phái, nhiều phe nhóm họ lợi dụng đó, họ đánh phá. Chúng tôi vẫn rất là tự hào khi cái cộng đồng Houston bây giờ vẫn chỉ một cộng đồng duy nhất. Và cái tự hào thứ hai là từ qua bao nhiêu đời cộng đồng, từ người mua cộng đồng đến người sửa cộng đồng và đến người trả ốp cái văn phòng cộng đồng, đó là một cái điều đáng quý. Nhưng chúng ta, khi chúng ta làm ăn, khi chúng ta có điều kiện làm ra tiền, trả ốp được cái nhà, nhưng mà chúng ta không lo đến con cái, không lo đến người dân, thì người dân đến một lúc nào đó họ sẽ xa rời chúng ta. Họ nghe đến cộng đồng, họ tỏ vẻ những câu nói chán nản, thì những cái hiện tượng đó nó xảy ra trong thời gian rất là gần đây, và đặc biệt là cái chuyện thâm lạm cái tiền bảo Harvey. Thì thưa quý anh chị em, cái vấn đề tiền bạc thì chưa điều tra đến nơi đến chốn, nhưng mà chúng tôi cũng được nắm được một số vấn đề, nhưng mọi vấn đề chưa ra tòa thì chúng ta chưa nói gì được. Nhưng cái vấn đề sử dụng không đúng mục đích của đồng tiền, của đồng hương khắp nơi trên thế giới gửi về Houston cho những nạn nhân bạo lực, nhưng mà dùng vào những mục đích khác, đó là một cái điều sai trái. Cái điều thứ hai là đồng tiền chi cho những nạn nhân bạo lực, nhưng mà người thì 500, 700, mà có người tới 10.000, mà đa phần những người 10.000 đó là những người có thân quen, thì đó là chúng ta phải tìm được câu trả lời. Và đó là một trong những lý do tôi phải ra tranh cử thủ ủy cho hội đồng đại diện cộng đồng trong nhiệm kỳ sắp tới. Thì cái mong muốn ước đầu tiên
là chúng tôi đem lại cái niềm tin cho quý đồng hương. Và nếu được quý đồng hương thương mến bỏ phiếu cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ hứa làm những cái điều gì mà quý đồng hương giao phó, và đặc biệt chúng tôi có sẽ cố gắng làm tất cả những cái điều tốt đẹp của những cộng đồng, những hội đồng tiền nhiệm, chúng tôi sẽ phát huy và chúng tôi sẽ làm những điều mà những cộng đồng tiền nhiệm chưa làm được, và đặc biệt là lo vấn đề an sinh xã hội cho những người già neo đơn, những người mới từ Việt Nam qua rất là nhiều thiếu thốn. Thì trong đó bản thân tôi gồm có những anh chị em hiệp sĩ đã từng làm những cái công việc này trong bao năm nay, thưa anh Nghe Lữ. Vâng, cái điều mà chúng tôi được biết được rằng đó, hôm nay thì người Việt của chúng ta đã có mặt ở đây đó là từ 30 đến 40 năm rồi. Cái sinh hoạt cộng đồng chống cộng, cái lá cờ vàng đã vẫn hiện diện ở cái cộng đồng người Việt Tiền Cộng sản. Cái điều đó là một điều tốt. Tuy nhiên, thế hệ thứ nhất, rồi thứ hai, rồi sẽ ra đi. Thành ra cho nên, để duy trì được cái tính chính nghĩa của Việt Nam Cộng Hòa thì cần có thế hệ thứ ba, những bạn trẻ họ sinh trưởng lớn lên ở đây và đồng thời là họ giỏi tiếng Anh đều có thể từ cái cộng đồng người Việt bước vào dòng chính để làm những cái điều mà đẹp hơn nữa, thậm chí là có thể có những cái phân từ cái chính phủ để hỗ trợ cho sinh hoạt cộng đồng. Thì anh nghĩ rằng cái liên danh của anh đó có nghĩ đến mà anh thủ ủy đó, anh có nghĩ đến vấn đề là phải kêu gọi các bạn trẻ có bằng cấp, có chuyên môn, có tiếng Anh để mà có thể cái tiếng nói của cộng đồng người Việt được không những là các cộng đồng bạn để ý mà còn nghĩa là chính quyền phải để ý và hỗ trợ. Anh có nghĩ điều đó hay không, và anh có thể cho biết là những cái thành phần trong liên danh của anh nó gồm có những cái người bằng cấp được như thế nào, vân vân, cái tuổi đời như thế nào, thưa anh? Thưa anh Nghe Lữ, thưa quý đồng hương, thì chúng tôi cũng xin có một vài lời tâm sự. Bản thân tôi thì như quý vị biết không phải là thế hệ thứ nhất mà cũng không phải thế hệ thứ hai, mà cái chỉ có đặc biệt cái năm 75 ngày chúng ta mất nước thì nó đẻ ra một cái thế hệ gọi là thế hệ 1.5. Bởi vì thế hệ 1.5 là năm 1975 chúng tôi đã ở độ tuổi thiếu niên gần trưởng thành và cũng am hiểu được. Thì may mắn chúng tôi còn giữ được cái bản sắc và cái nền tảng quốc gia. Và khi ra hải ngoại này thì chúng tôi là những người cũng còn tương đối trẻ so với hải ngoại. Đối với trong nước thì cũng lớn tuổi lắm, nhưng mà đối với hải ngoại thì cũng còn tương đối trẻ. Và sẽ là một thế hệ tiếp nối giữa thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ hai. Thưa quý đồng hương, cho đến hôm nay thì những không những thế hệ thứ hai mà thế hệ thứ ba đã lớn lên ở trên đất Hoa Kỳ này. Và thế hệ thứ ba ở trong nước, thưa anh Nghe Lữ, bây giờ các con em chúng ta, con cháu của chúng ta đang trên đường đi du học, bằng mọi cách đi du học. Ngày xưa thì người ta nói rằng những người đi du học là con cộng sản, con cán bộ. Nhưng mà thời đại bây giờ cái điều đó không hẳn là đúng nữa. Con cháu của chúng ta trên đường đi du học rất là nhiều với sự giúp đỡ của thân nhân ở hải ngoại. Và tất cả chúng ta thì theo bản thân tôi, họ bằng một cách nào đó tôi vẫn nghĩ rằng họ là những người tị nạn cộng sản. Tị nạn bằng hình thức du lịch, bằng hình thức du học, bằng hình thức kết hôn, bằng hình thức bảo lãnh. Thì cái nhiệm vụ của chúng tôi hôm nay không chỉ là giữ vững cái nền tảng, tiếp bước con đường của cha anh đã đi qua, mà chúng tôi làm sao truyền lại và dang rộng vòng tay giúp đỡ những người mới qua. Và cái câu hỏi của anh á, thì thưa quý đồng hương, trong liên danh của chúng tôi hiện tại thì có một anh năm nay 67 tuổi là lớn tuổi nhất và tôi là lớn tuổi thứ nhì. Và hầu hết các anh chị em là khoảng chừng trên dưới 30 đến 40 tuổi và có bằng cấp cao học, bác sĩ và những nhà kinh doanh. Và cũng thưa thiệt, cái liên danh của chúng tôi được lập ra thì cái số lượng thì không nhiều lắm, bởi vì trong một thời điểm nó hơi gấp, do là tôi quyết định ra tranh cử liên danh vào phút chót, bởi vì tôi không thể nào làm ngơ được. Nhưng với cái lịch sử hàng chục năm giúp đỡ cộng đồng và cái sự quan hệ của tôi hàng chục năm qua, thì tôi tin rằng khi tôi đắc cử, tôi sẽ mời gọi được rất là nhiều các em trẻ tiếp tay với chúng tôi. Và tôi sẽ đến với tất cả những cái hội như văn hóa khoa học, những cái giống như Scout, thưa anh, là con tôi là hai đứa, cũng một đứa Eagle Scout, một đứa Girl Scout. Thì tất cả những em trẻ, và bản thân tôi thì không có khả năng để tiến xa hơn nữa trên đường chính trị, trong dòng chính. Tôi biết tôi là ai, tôi chỉ biết, tôi chỉ hy vọng rằng các em trong tương lai thì tôi với cái sự cố vấn và hỗ trợ của tôi sẽ giúp các em
ngày một lớn mạnh hơn trong dòng chính của Hoa Kỳ. Đó là một cái ý tưởng của chúng tôi. Thì còn một cái vấn đề thứ hai nữa, anh có nhắc đến về vấn đề funds. Thì thưa anh, hàng chục năm trước đây chúng tôi cũng đã từng nằm trong cái hội đồng đại diện cộng đồng, và chúng tôi cũng đã biết những cái cách để xin fund của chính phủ. Và trong thời gian qua chúng tôi cũng có nhiều quan hệ mật thiết với những nhân viên trong cái hội đồng thành phố và tất cả các ban ngành. Thì tôi nghĩ rằng tôi cũng có cơ hội sẽ xin được những cái phần của chính phủ để xây dựng cộng đồng chúng ta ngày một lớn mạnh hơn. Thưa anh Nghe Lữ. Vâng, có một cái điều là chúng tôi thấy tại hải ngoại này nhiều cái ban điều cộng đồng đó có nói chuyện với Nghe Lữ đó là không tin tưởng lắm cái thế hệ trẻ, bởi vì nói rằng không biết cái gì đâu, kinh nghiệm gì mà chống cộng, vân vân. Cho nên sự kết hợp giữa thế hệ thứ nhất, thế hệ thứ hai rất là khó. Thì anh Nhất Nguyên có nghĩ làm sao để hóa giải được cái điều này, đặc biệt là để nói cho, bởi vì cái liên danh của anh là có nhiều người trẻ, thì để nói cho những cái hội đoàn, đại để là những hội đoàn quân đội, những hội đoàn họ từng là tù nhân, vân vân, họ hiểu được rằng vì sao anh phải mời gọi các đứa trẻ, và anh có cái điều gì để bảo đảm rằng những đứa trẻ đó không lèo lái cộng đồng làm lợi cho cộng sản hay không? Thưa anh, như tôi đã nói thì bản thân tôi là thế hệ 1.5 và tôi đã từng đi tham gia tất cả các cái sinh hoạt của tất cả các hội đoàn quân đội, và các anh các chú theo tôi biết thì cũng có nhiều cái niềm thương mến đối với bản thân tôi, và cái đó là cái trách nhiệm của bản thân tôi phải tiếp nối cha anh và truyền lại cho thế hệ trẻ. Thì cái điều anh hỏi có bảo đảm hay không thì dĩ nhiên tương lai chúng ta không thể nào dám nói trước được, nhưng mà với một cái sự tìm hiểu qua bao năm nay thì anh em trẻ rất là có tấm lòng và luôn luôn đứng dưới chính nghĩa quốc gia. Và nếu trong tương lai nếu tôi thắng cử thì chúng tôi chọn lọc những người đến với cộng đồng, sinh hoạt cộng đồng, thì chúng tôi đặt nặng cái tâm hơn là cái tài. Bởi vì thưa quý anh chị em, nếu có cái tấm lòng tốt thì cái tài họ không làm được thì sẽ có rất là nhiều người khác giúp cho cái tài của họ. Còn nếu họ có tài mà họ không có tâm thì cái cộng đồng này sẽ càng đi đến một chỗ là tàn lụi và phân hóa. Cái đó là cái quan trọng nhất trong cái tâm niệm của tôi để chọn người đứng trong liên danh hoặc là lãnh đạo cộng đồng trong tương lai, thưa anh. Vâng, nếu có một điều gì đó cần nói với lại cử tri tại Houston nói riêng và nói với lại các bạn trẻ ở trong nước trước khi hiện tình đất nước ngày hôm nay, cái hiểm họa mất nước nó rất là rõ ràng khi mà cái chính quyền của cộng sản hiện nay đó ai cũng đều nói là hèn với giặc bã với dân. Có điều gì anh cần nói với cử tri ở Houston nói riêng và với các bạn trẻ trong nước? Thưa các anh chị em ở trong nước, đầu tiên các anh chị em ở trong nước, chúng tôi kính rất là mong muốn tương lai của anh chị em và đời con cháu của anh chị em phụ thuộc vào hành động của anh chị em ngày hôm nay. Và dĩ nhiên người đấu tranh ở trong nước là tiền tuyến, thì nhiệm vụ của tôi ở đây cố gắng làm sao để tạo được một hậu phương vững mạnh, tạo niềm tin cho anh chị em. Chứ có rất là nhiều nơi có thể có nhiều người quan điểm không có rõ ràng, thì làm cho những người trong nước họ coi những cái YouTube, họ coi những cái hành động đó, họ cảm thấy mất niềm tin với người hải ngoại. Được. Thì cái bản thân tôi đã bao nhiêu năm nay rồi, chứ không phải hôm nay tôi nói hay hay dở, nhưng mà rất là nhiều người biết tôi. Thì nhân tiện đây chúng tôi xin kêu gọi tất cả các anh chị em trong nước cũng như ngoài nước, khắp nơi trên thế giới, và đặc biệt là anh chị em bà con đồng hương ở Houston, nếu thương mến bản thân tôi thì đúng ngày 24 tháng 11 năm 2019, từ lúc 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều ở tất cả các cái nơi chợ lớn hay là chùa chiền ở vùng Northwest, Southwest và South 45 thì sẽ có những thùng phiếu, và quý vị hãy đến bỏ phiếu cho chúng tôi là liên danh đoàn kết với thủ quỹ là Đông Y Sĩ Nhất Nguyên. Và cũng xin nhắn nhủ một lời với tất cả các anh chị em người Việt quốc gia trên khắp nơi trên thế giới, nếu thương mến tôi và có người thân ở Houston thì hãy forward cái video clip này hoặc là nhắn tin cho người thân ở Houston, cố gắng bỏ một chút ít thời gian lựa chọn công liên danh đoàn kết với cái slogan, với khẩu hiệu là phát huy sức mạnh cộng đồng. Và bản thân tôi
sẽ không bao giờ phụ lòng quý anh chị em, cũng giống như bao nhiêu năm nay anh chị em đã có lòng thương mến và tin tưởng ở bản thân tôi. Xin cảm ơn. Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi từ San Jose hôm nay có dịp qua Houston, thấy được cái hình ảnh cái lá cờ vàng ba sọc đỏ, cái hình ảnh của những con đường, ngay cái đường Bel Air này đó thì là mang tên là đường Hưng Đạo, thưa quý vị. Rồi thì có những đại lộ Sài Gòn, và những cái đường cắt ngang đó thì nó là tên của những vị tướng đã tuẫn tiết. Chúng tôi rất là cảm động, gắn dĩ nhiên là tên Mỹ, nhưng bên cạnh đó nó có cái bảng tên người Việt, thưa quý vị. Yeah. Thì và nhiều cái cơ sở thương mại tôi đi ngang đó, đã có thấy là những cái lá cờ vàng ba sọc đỏ. Thì chúng tôi cũng nhân dịp này cầu chúc cho Đông y sĩ Nhất Nguyên thành công trong cái vai trò chủ tịch cộng đồng Houston trong nhiệm kỳ 2020 và 2022, tức là 2 năm, 2020 và 2022. Thì thưa quý vị, khi Đông y sĩ Nhất Nguyên và cái nhóm trẻ của bạn, mà nếu trường hợp duy trì được cái thành trì chống cộng, rồi đồng thời lại là có cái tài năng để có được cái tiếng nói cộng đồng người Việt đối với lại chính quyền địa phương, giống như cái cộng đồng New South Wales mà của anh Paul Huy Nguyễn đó đã làm được trong những năm qua, thì chúng tôi rất nghĩ rằng cái ngày mà cộng sản sụp đổ thì sẽ là cái ngày mà những bạn trẻ của từ những cái ban chấp hành của những cộng đồng người Việt quốc gia ở khắp nơi trên thế giới sẽ góp một bàn tay để phục hoạt lại cái tính chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, để tiếp tay mà xây dựng những cái gì mà cộng sản Việt Nam đã làm cho đổ nát. Nếu mà những cộng đồng ở đó mạnh, đoàn kết, thành đạt và có tiếng nói nhất định đối với chính quyền tại địa phương. Vâng. Vâng, thì cũng một lời cuối, thì nếu quý vị thương mến, bản thân tôi là Đông y sĩ Nhất Nguyên, và xin quý vị hãy nhớ ngày 24 tháng 11 từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều ở khắp nơi ở thành phố Houston, hãy bỏ phiếu cho liên danh đoàn kết với khẩu hiệu phát huy sức mạnh cộng đồng. Và chỉ xin một lời nhắc nhở là đây là một cuộc bầu cử của cộng đồng. Chúng ta không cần phải có quốc tịch, chúng ta chỉ cần có ID và hay là bằng lái xe là chúng ta đều có thể bỏ phiếu được. Và đặc biệt các anh chị em trẻ, những anh chị em sinh viên du học và những người mới nhập cư, hãy đến với chúng tôi luôn luôn chào đón quý vị. Xin cảm ơn quý vị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.